Xin chào các bạn, hôm nay mình có tin cực sốc của nhà mạng Vinaphone. Gói cước 4G Vinaphone 10K một ngày đã được thay thế bằng gói cước mới có nhiều ưu đãi hơn. Để biết thông tin chi tiết gói cước, hãy xem hết video này của mình nhé. Và đừng quên cho mình một like và một đăng ký kênh để ủng hộ mình. Gói cước mới cho ra mắt của nhà mạng Vina mình muốn giới thiệu đến các bạn đó là gói cước SBO TV 10. Gói này không chỉ mang lại sự tiện ích với các dịch vụ cơ bản như gọi điện mà còn mở ra không gian giải trí với nhiều tiện ích hấp dẫn. Với giá cước để đăng ký là 10.000 đồng cho một lần đăng ký, bạn sẽ nhận được 5GB data tốc độ cao để sử dụng trong 24 giờ tính từ thời điểm đăng ký. Đặc biệt hơn, bạn còn được miễn phí tất cả các gọi nội mạng có thời lượng dưới 20 phút và miễn phí 5 phút để gọi ngoại mạng. Ngoài ra, bạn còn được miễn phí data khi xem chùm VTV Cảng trên MyTV và toàn bộ nội dung thể thao của MyTV. Để đăng ký gói cước, bạn hãy soạn tin nhắn theo cú pháp O5 dấu cách SBO TV 10 gửi đến tổng đài 1543. Tiếp theo, mình sẽ giới thiệu thêm đến các bạn một gói cước sử dụng trong một ngày khác, đó là gói cước D2 của nhà mạng Vinaphone. Cùng với 10.000 đồng cho một lần đăng ký, bạn sẽ nhận được 2GB data tốc độ cao sử dụng trong 24 giờ tính từ thời điểm đăng ký. Để đăng ký gói cước, bạn hãy soạn tin nhắn theo cú pháp O5 dấu cách D2 gửi đến tổng đài 1543. Như vậy, mình vừa giới thiệu đến các bạn hai gói cước có mệnh giá là 10.000 đồng sử dụng trong một ngày. Ngoài ra, các bạn có thể tìm kiếm các gói cước khác tại phần mô tả bên dưới video hoặc truy cập tại website vinaphone.group. Tại đây, mình sẽ giới thiệu đến các bạn đầy đủ các gói cước 4G của nhà mạng Vinaphone. Các bạn hãy lựa chọn cho mình một gói cước phù hợp với nhu cầu của mình rồi để đăng ký nhé. Nếu các bạn có câu hỏi, thắc mắc, cần hỗ trợ thì hãy để lại tin nhắn trong phần bình luận. Mình sẽ hỗ trợ giải đáp đến các bạn. Như vậy, video của mình đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.